đó là Fremont Street. Đây là một khu phố đi bộ cực kỳ tự do ở Mỹ, cho nên là bất kể du khách nào đến Las Vegas đều muốn đến thăm khu phố Fremont, bởi vì là Fremont là một khu phố cực kỳ tự do. Mọi người đến đây thì có thể mặc quần áo, không mặc quần áo cũng không sao, hút thuốc uống rượu thoải mái trên đường phố. Và đặc biệt là mọi người đến đây thì rất là thích, đó là một cái bầu trời không gian âm nhạc và ánh sáng mở toàn bộ khu phố, trải dài khoảng 1 km. Thì cái vòm trời á, cái vòm của khu phố ấy, đó chính là toàn bộ là ánh sáng và âm nhạc ảo, rất là thú vị. Và đặc biệt là nếu những người muốn cảm giác lạ thì có thể là gì treo lên trên đỉnh kia và người ta thắt dây an toàn cho bạn, sau đó có một cái dòng dòng kéo bạn bay dọc theo khu phố cực kỳ là thú vị. Bây giờ mời cả nhà cùng đi dạo Fremont Street nha. Đây là vòm nóc của khu phố đấy, các bạn nhìn thấy chưa, mọi người bay này đấy, treo lên dòng dòng này, người ta cho bay dọc theo khu phố cả 1 km. Và trên này là toàn bộ bầu trời là ánh sáng, là âm nhạc, âm nhạc thay đổi dòng cả 1 km luôn. Đây như thế này, đây mọi người đến đây thì là thích thú. Người ta kéo là từ dưới đất lên đến cái đỉnh vòm kia phải cả 100 m ấy, không thấp đâu, cao lắm. Và cái vòm rất là rộng. Thấy thích không? Đấy, cả khu phố nhà kia đó. Và ở đây thì các bạn thấy điều gì cũng có thể xảy ra trong một khu phố tự do như này. Có rất nhiều những cô gái mặc đồ
lần đi xuống đây đi bộ vui phết. Nhưng mà hơi bị ô nhiễm môi trường các kiểu các bạn. Khu này là khu phố cổ đi bộ tự do, cho nên khu này thực ra là người lớn đến thôi, chứ cho trẻ con thì không bao giờ chơi khu này. Tại vì Las Vegas có rất nhiều những điểm đẹp cho trẻ con và lành mạnh. Các điểm này là điểm mà cực kỳ cho là ô nhiễm đấy. Nhưng mà mọi người cũng nên biết đến nhiều mặt của Las Vegas, chỉ có Las Vegas. Sòng bạc trong khu phố cổ này cũng rất cổ, toàn bộ ngồi chơi là đẹp, là những xá tuyệt hảo chưa, nhìn này. Đây, đó là khu phố này cổ mà. Khu này khách sạn rẻ lắm, khách sạn không đắt đâu, bởi vì là khu này chỉ đi bộ được thôi. Và những người đi du lịch bình thường đây, còn đâu là mọi người mà thích ở đẹp ấy thì phải lên khu gọi là The Strip. Thì khu đấy toàn những cái tòa đẹp, lành mạnh, tuyệt vời. Khu này là khu phố cổ lắm, cả khu đèn sáng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ở đây thì quá ồn ào mà mình thì lại phải đeo khẩu trang cho nên là nói không được rõ lắm. Nếu mọi người nghe được từ nào thì nghe, còn lại để xem phong cảnh và không khí ở đây thôi nhé. Nhưng mình nói thật là đi thì đừng mang trẻ của em đi, bởi vì ở đây mùi khói thuốc rồi âm thanh ồn ào náo nhiệt. Thì bác cười ươi này đã có hai bé muốn đến chụp ảnh và trả tiền cho bác ấy đây. Đấy, những người ăn mặc như này trẻ em lại thích lắm.
nhà đi dạo một vòng thư giãn, xem khu phố Fremont Street là khu phố rất cổ ở trung tâm downtown của thành phố Las Vegas. Đây là một khu phố phải nói là một phần rất là tự do của thành phố Las Vegas. Cho nên là chúng ta nếu đến du lịch Las Vegas thì nên đến thăm khu phố này để biết thêm một mặt khác của thành phố Las Vegas nhé. Mọi người nhớ đăng ký để xem các video tiếp theo của mình. Xin trân trọng cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.